Theo thiết kế, cầu có chiều rộng 10,5m, tĩnh thông thuyền ngang 50m, cao 7m và chiều cao mặt cầu so với cao độ nền bờ dọc sông Hàn là 12m. Chiều cao từ bản mặt cầu đến đỉnh mái từ 7 đến 10m với chức năng che mưa nắng. Tại các vị trí có mái che bố trí ghế ngồi ngắm cảnh. Các chuyên gia cho rằng, việc làm thêm một cây cầu qua sông Hàn tạo điểm nhấn cho Đà Nẵng là cần thiết. Nhưng hiện tại, thành phố đang có 3 cầu đảm bảo phục vụ khách tham quan du lịch, nên việc xây dựng thêm cầu Vò Sò chưa cần thiết khi ngân sách thành phố đang gặp khó khăn. Đặc biệt, cây cầu Vò Sò này vẫn còn những nhược điểm nhất định khi lực cản gió còn lớn, khó tránh khỏi nguy cơ cầu bị lật khi tại đây thường xuyên gánh chịu những trận bão lớn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đồng ý chọn phương án Vò Sò do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời làm chủ đầu tư với kinh phí tương đương 630 tỷ đồng theo hình thức xây dựng chuyển giao BT.